Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Tùng Tám nhé. Hiện tại trên màn hình quý vị, chúng tôi đang vừa hoàn thiện xong hai chiếc đồng hồ cây. Thì chiếc đồng hồ bên phải quý vị đây là bằng chất liệu gỗ hương đá, còn chiếc bên trái thì là chất liệu gỗ gõ đỏ. Đây là hai mẫu đồng hồ khác nhau, thì một mẫu là có cô tiên cũng như là có phần tượng bên trên, còn một mẫu là không có tượng. Quý vị có thể xem, tôi sẽ giới thiệu quý vị hai mẫu đồng hồ này. Hiện chúng tôi đang có hai mẫu đồng hồ này. Quay chi tiết hơn về chiếc đồng hồ bên phải đây, chiếc này là một chiếc lậu gỗ hương đá và cũng đã có chủ nhân là anh khách hàng ở tại Vĩnh Phúc đã đặt chúng tôi rồi. Chiếc này là có cô tiên, đây, quý vị. Có tượng cô tiên. Và phía bên trên thì cũng có hai tượng ngồi nữa, tổng cộng là có 4 tượng cơ, một tượng nhỏ bên dưới chân đó. Đây một tượng nhỏ bên dưới chân nữa là 4 tượng, một tượng lớn. Còn chiếc bên này thì là nó đơn giản hơn, chỉ có phần bệ cũng như là phần khung máy thôi, và được chạm hoa lá tây thôi, và cũng nhỏ gọn hơn. Thì chiếc bên trái bằng chất liệu gỗ gõ đỏ này thì có chiều cao là 2m, còn chiếc bên phải thì chiều cao tổng là 2m2, đến đỉnh phần tượng thì là 2m2 đó. Mọi người có nhu cầu thì có thể liên hệ tới xưởng Đồ Gỗ Tùng Tám, số điện thoại là 0987 50 086, cơ sở có địa chỉ tại Phan Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ nhé. Đây tổng thể hai chiếc đồng hồ đây. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những video clip khác của chúng tôi. Mọi người hãy bấm like và đăng ký kênh để có thể xem được những video mới nhất, nhận được thông báo từ những video mới nhất của chúng tôi.